Hello và xin tất cả mọi người đến với kênh mình là bên đây. Thì game vừa update mới mà tôi vừa ra tôi cản con mèo tôi lại, hai mèo tôi nó bé mới bem nha, tôi phải ra tôi cản lại đúng không ạ? Thì hồi nãy tôi vừa chết hầm hư thì có một bạn fan tặng tôi một con 69M đúng không? Và chưa kịp quay nữa thì mấy con mèo của tôi nó bem nha, là tôi phải ra tôi cản nó lại đúng không? Trời má, vừa cản xong. Thì hôm nay game update thì cũng có khá là nhiều cái update mới mà tôi cũng chưa biết update gì nữa. Thì bấm vô đây thì nó kêu là có bét mới này, update mới này, trứng mới này, tùm lum tà la hết. Lucky bắt ti được các thứ và có manet được các thứ nữa. Thì cái mắc nét này tôi cảm thấy là khá là cần thiết cho anh em mà kiểu cày vàng để update level được các thứ ấy. Thì nên nên cần nhất, tại vì đi nhặt gương đồ khá là mệt đúng không ạ? Và có thêm super gương gì nữa nha, mong có super chip nữa. Là một cái gương mới, rồi có Cine trái cây, nói chung là potion mới rồi đủ thứ hết đúng không ạ? Có con bọ nữa mà không biết mấy này là mấy cái gì nữa, mà nói chung là có game patch mới đó nha, không game mà có game patch mới nữa. Game patch này là nó tăng thêm 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 lúc này 400.000 kim cương, rồi nói chung là nhiều thứ mới lắm, mà có VIP chay nữa này đúng không? Trời ơi, đúng là game Glock chúng luôn hút máu. Nhưng mà thôi, mình sẽ đi xem coi là nó sẽ có những cái gì mới nha, không có dòng quay mới nè đúng không? Mua luôn, mua cái này luôn, mấy cái này rẻ mà có 1 triệu mấy em ơi. Ôi mình mua full luôn nhớ không, cái này chắc mua full rồi review luôn, rẻ khá là rẻ, tại vì tôi treo cũng nhiều ấy nên là cũng được khá là nhiều tiền. Chắc chắn là phải mua cái trứng mới không ơi, trứng cánh đồng, trứng chó, ui trứng trứng nấm này là 999 triệu, cái đủ tiền. Pet bounty, pet mà có lệnh truy nã đó hả? À cái này chắc tôi nghĩ là chắc săn pet đấy không à, pet bounty tôi nghĩ là chắc là mấy cái săn pet đấy. Rồi bây giờ mình làm tí 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 cày vàng tí đi đúng không? Lấy cái mua cái 500, mua cái 500 liền, full 500 nhớ không? Tôi rất hết cái 500, 500 cày cày cho nó dễ thôi. Một cái chết to nè. Nói chung là mấy cái rẻ rẻ thì cứ mua thôi đúng không? Cứ mua hết mấy cái rẻ rẻ trước đi. Tiền mình nhiều mà đúng không? Mấy cái này chắc là mấy mấy nói chung là mấy cái này là mấy cái để giúp farm này, còn bên đây mong cày tiền mong mua bên đây nha. Ủa bên đây còn cái mới nữa hả? Là cái gì vậy? Sling shot là cái gì vậy? Không biết nữa nhưng mà thôi, cứ mua đi mong, mình giàu mà. Cái này nhót đúng không à? Rồi tôi cũng không biết cái gì nữa nhưng mà cứ mua đi. Rồi chắc ở đây hết rồi đúng không ạ? 300.000, ok. Tôi còn 379 triệu hả? Đâu còn ở đâu đúng không? Không biết là trong cái vật phẩm may mắn này, không biết chắc còn gì không ta. Đây 61 full 61 rồi nè. Trứng này mình còn cái chưa mua thôi. Thì chắc là full này đấy đúng không ạ? Cái này chắc hết rồi. Là mình full này đấy đúng không? Mình phải à đúng rồi, còn thuốc mới, thuốc mới mà có thuốc mới. Ui thuốc may mắn cấp 6 hả? Qua luôn, thuốc may mắn cấp 7. Ui nhiều cái mới lắm không à. À cái cocktail tôi hỏi mấy ông ấy thì mấy ông kêu là có cái cocktail này là để nó buff full nhiều hơn. Kiểu kiểu vậy. Nó buff kiểu nhiều hơn ấy. Ui mua mấy này luôn. Cái bình nó lên mua nha đúng không? Cái này là cái gì ta? Không hiểu mẹ hết nhưng mà thôi, có tiền thì cứ mua mới mua. Mua đi. Tiền bạc là phù du. Rồi, quên. 100k lậm. Hút tiền sáo rồi, để hút hút đồng xu rồi. Cái này cái gì vậy? Uầy. Nhiều cái mới nhờ. Uầy, nhiều cái mới vậy. Tôi vừa đi round hết xong cái giờ nó ra cái như là cái này để nâng cấp hút nhanh hơn này. Thôi cứ mua full đi mọi người. Rồi là mình chỉ còn mỗi một cái. Ủa còn một cái gì nữa chưa, còn cái gì mình chưa up ta? Là mình chỉ còn mỗi một cái trứng cuối thôi nha, đúng không? Cái cây này, trái cây Shiny cái mới này, cái này up thì rẻ thôi đúng không à? Để tính ra mình chỉ còn đúng một cái trứng cuối thôi đúng không à? Một cái trứng là xong, còn cái này up nó không có quan trọng lắm đúng không? Kinh nghiệm rồi thì cũng cũng gọi là tạp. Ui, có rebirth này, rebirth quan trọng nha. Có rebirth này, từ từ rebirth ở đâu? Ui sao kia update xong thì nó có nhiều thứ quá không ạ? Ui con bé của tôi nó tự tìm luôn kìa đúng không? Hút không? Ui có hút này. Ui cái gương này mười. Ui cái gương này coi nổ được bao nhiêu tiền nha đúng không? Ui cái này là 800 ngàn nó mới cho đúng không ạ? Ui có TNT kìa đúng không? Có TNT kìa. Tưởng vào xong mình sẽ vô mình chép bình thuốc chứ không?
Bây giờ cái gương này trâu quá, được nhiều tiền á. Để coi 99M lên được nhiêu nha, phải không? Đang 99M. Ui, tính ra cái này ngon quá chứ. Tôi vẫn thấy cái 500 là ngon nhất quá. 99M, ui, một phát một. Là một đống tiền luôn á. Là mấy cái gương này nó có tỷ lệ tăng cao hơn không ta? Ủa, trên đó kiểu như... À, chắc là cái update mới để cho mấy người chơi cùi cùi ta lên đúng không ạ? Ủa, cái cục xanh xanh là cái gì ta? Cái cục xanh xanh là cái gì đúng không? Ờ, mẹ tôi tắt hết. Tôi tắt hết bởi vì nhận trang bị không biết mẹ gì hết đúng không ạ? Ừ, để tôi bật lên lại. Tại vì tôi treo bằng cái điện thoại kia đúng không? Nên là tôi tắt thông báo cho đỡ lắc. Ờ, mấy cái đó, một mấy cái trắng trắng là cái gì ta? Thử 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 cái gương này coi. Lần bấm vô một cái là có cái gì cơ? Cam, nói chung là toàn trái thôi. Cái này cái gì vậy? À, là mình đi săn pet. À, là khi mình gom được con pet, một trong những con này là mình sẽ được đồ mấy đồ này nè, phải không? À, là truy nã là như vậy. Trời, giờ mới hiểu. Ủa, cái gì nữa nè? Ủa, cái này là bán bằng tiền đó hả? 2 triệu. Bình này đáng mua nhất này. Mua bình này. Ui, bình này mà có chừng 10 bình là tôi mua hết luôn á. Cái bình này không quan trọng đúng không? Bình này mua còn được. Cái này cũng nên mua này. Mấy cái bình kia không quan trọng lắm. Nói chung thì tầm này trứng mới thì cũng quan trọng thiệt, nhưng mà nó cũng không không gấp đâu, vậy không? Nếu mà ông biết ấy thì tôi gom được mấy cái con mà giả bộ như là cái con 5M này ấy, là tôi gom cái trứng rất là cùi, nhưng mà cái trứng xịn thì tôi chỉ gom được mấy con có gần 1-2 triệu à. Thôi thì cứ trứng xịn nhất thì mình cứ ron thôi, chừng nào có tiền thì mình đổi thôi, phải không? Không cần gấp lắm. Ok, giờ mình đi chết thuốc hiểu không? Thuốc mới bô sình 6, bô sình 7, bảy liền bô sình 7 à, 700% lucky. Trời ơi, cocktail. Ủa, nó không có cái cocktail mới hả ta? Không có cái cocktail mới hả? Ủa, hay là do tôi chưa nâng cấp ta? Nó phải có một cái, tôi thấy nó có cái cocktail mới mà đúng không? Cái đồ cocktail là như không hiểu, nhưng mà không hiểu, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng chắc cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ. Hay mình làm thử mấy bình đúng không? Làm thử mấy bình không nhờ? Mình làm thử mấy bình không ta? Từ từ để xem coi. Potion 2. Potion 2 để... Potion 2 để coi tôi đủ chế mấy bình này không nha, đúng không? Mình làm vài bình. Potion 2 bây giờ phải chế lại Potion 1. Ui, tạo lần được 3 cái này. Ý, là mình là hiếu đen bao. Tạo 3 cái hay là mình hiếu đen bao? Ơi, tầm này mình giàu, mình tạo cái thôi. Thì mình phải chừa, phải chừa chế nhiều cái đúng không? Từ từ để mình tính không, cái này chế là phải tính đấy. Mình chế 2 cái đen bao, trời ơi. 1 2 2 cái, ok. Được 2 bình này. Mà thiếu cocktail nhờ. Không sao, mình sẽ chế để coi một cái bình 6 nhờ. Đủ đủ một bình 6 không à? 500% may mắn. Ui, sao có vậy? Bú ơi. Làm tí nha, làm tí random coi có ra được cái gì không. Bình này bình mới nè đúng không? Có hên không nha? Sao bình 3 không vậy? Không ra bình xịn cho mình ta. Bình 3 mình được cái bình 4 đi. Cùi thế. Để chết hầm hư có gì mới không? Hồi nãy là tôi được nhận một con sao 69 màu của bạn kia nha đúng không? Và tôi đang bấm quay cái mấy con mèo của tôi nó bem nhau á. Ok, giờ mình búp lức mình. Từ, cái xúc xắc kia thì nó có cho mình ron không nhờ? Ừ, để tạo cái bình ro bằng cái xúc xắc kia nhờ. Xúc xắc đỏ này. Ôi, một cái bình, thiếu một cái bình 5 rồi. Ơ kìa, nhót rồi. Thế là mình phải treo quay để mình lấy một cái xúc xắc đó rồi. Từ từ, mong đợi xíu gì để tôi treo quay tôi lấy một cái bình đó cái nha, đúng không? Uầy, từ từ, tôi vô tôi chết đúng không ạ? Thì tôi thấy là lúc mà tôi nâng cấp là nó tặng bình sẵn rồi, đúng không? Có bình 700 luôn, đúng không ạ? Xài một bình. Ừ, cái trái cây đây mình có nâng cấp lên cái trái cây khác được không ta? Cái táo. Hả? Ủa là sao? Ủa? Là sẽ... À, là được trái cây shiny đó hả? Oh, hiểu hiểu hiểu, thế là mấy ông sẽ dùng hết mấy cái trái này này. Ông đổi thành cái trái này. Xong từ cái trái này ông sẽ đổi được cái một trái shiny. Đấy. 172 trái này là chỉ được đúng một trái shiny thôi, mà được đúng 9 trái shiny thôi. Ui, cũng chua ấy, nhưng mà Sunny chắc nó búp dữ hơn không à? Bây giờ mình sẽ búp nha. Đây, quả Sunny đây, xài 2 trái đi. Bình 900, bình này mình dùng rồi đúng không? Mình sẽ búp lức.
5 bình này. Bình rainbow đâu ta? Ủa chết mẹ thôi. Ôi hình như mình hết mẹ bình rainbow rồi. Ôi từ từ hình như hết. À đây hên quá, tạo được 2 bình cũng được. 2 bình cũng được. 2 bình rainbow. 1 2 uống thêm 3 bình này nữa. 1 2 3 đắp thêm 3 bình này nữa. Ok, hiện tại mình còn thiếu một bình nhé, mà mình còn thiếu một cái bình cốc 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 theo, nhưng mà thôi không sao. Rồi, ác quỷ, ác quỷ, ác quỷ tới, ác quỷ tới. Ui, Ron này qua một cái là bú ấy. Lúc mình đang khá là cao nha, phải không? Ui, gì đây? Sao con này? Như vậy? Đùa tôi à? Ui dồi ôi, thôi xong rồi. Bị chơi rồi, bị chơi rồi. À, khi mà ba cái cộng lại mong là thì nó sẽ ra một cái con xúc sắc màu tím nha, đúng không? Ba xúc sắc cộng lại thì nó sẽ ra một cái xúc màu xanh, màu tím gì đó, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà hai xúc sắc thì nó sẽ thành màu đỏ nha, để coi có hên đúng không? Trời ơi. Nó cũng nhót kìa, sao tôi cảm thấy tôi nhót quá vậy ta? Nó còn nốt hai bình này xài luôn nhờ. Tại hai bình 10.000 nha, đúng không ạ? Xài luôn đi. Này, còn gì để mất đâu. Vừa nghe khi đó nổ với mình đúng không? Ui không nổ luôn mà. Ủa xui thế nhờ. Ủa xui. Không sao, bây giờ tôi sẽ cày tiền rồi. Có gì tôi ui có nhiều cái mới nhờ. Nhưng mà cái này phải chứ nó ra cái mà con bét tự động tấn công nhờ. Ơ cái gì đó. Thế mà vừa mới cập nhật lại đúng không? Không biết bị gì đúng không à. Không, bây giờ tôi sẽ treo ron xem coi có cái con gì xịn xịn không nhớ không. Cái xịn xịn tôi sẽ quay nha, đúng không? Sẵn bây giờ tôi sẽ treo ron rồi kiểu cày rồi cái thứ xem mà có được thêm cái gì nữa hay không nhớ không. Bây giờ nó có thêm cái này nữa nè mấy ông, khá là tiện lợi luôn. Kiểu bây giờ có thêm cái này nó bán cho mấy ông cái này cũng khá là ok nha. Uầy ok, ra được cái cây cái con tám mà này để mình lấy cái cocktail nhờ. Ngon đấy chứ. Ô mà tính ra quay cùi nhờ, hôm nay quay cùi ấy. Là tôi sẽ làm lại đúng không, làm lại xem coi đời mình có hên lại hay là không nha. Ok giờ tôi sẽ treo để pha một tí nha không, bye bye luôn. Ủa cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Ủa cái này là cái gì vậy hả? À tôi mới bị rebirth level đúng không, hình như là tới một ngưỡng nào đó thì nó sẽ rebirth cho mình nha đúng không. Tôi mà bị rebirth luôn, trời ơi. Nói chung là tôi đang treo cày cái tự nhiên kiểu đủ level ấy. Hay là nó rebirth cho tôi luôn á, mà không biết rebirth có được gì không thì tôi chưa biết đúng không ạ. Không biết có được gì không thì mong comment cho tôi biết nha. Tự nhiên nó hiện cái số level mình lên cái nó tụt xuống đúng không ạ. Tôi cũng không biết là rebirth có được gì không á. Ui quá trời đồ luôn rồi. Ui quá trời đồ luôn. Ui mà cày bằng tay cũng mệt nhờ, không biết bao giờ nó mới ra cái kiểu mà kiểu tự động cày nhờ. Cho đó game pass đó bao nhiêu tiền tôi cũng mua luôn ấy. Thôi cho nó đỡ cực quá, mình ngồi mình đi vòng vòng được cái hướng nó cũng khá là cực quá mà. Kiểu như là cái 500 nó cũng hút không có xa lắm ấy. Hay như tầm này nó phải đi lết lại xíu. Cho là tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ treo thôi, chứ farm như vậy thì cũng khá là mệt. Tại vì thôi mình cứ treo đi rồi mình đi mua thuốc thôi là được đúng không. Ok giờ tôi sẽ treo tiếp thôi. Ok mấy ơi, thì sau khi mà cày cuốc đấy giờ thì tôi đã gom được 6 bình này, 4 bình này, mấy bình này, cái thứ ba la ba la và 2 bình này nhớ không? Thì update mới này thì có một cái khá là tiện lợi, đó là một cái chỗ bán vật phẩm này nhớ không? Thề chỗ này bán vật phẩm lời vải. Hồi nãy tôi mua được 4 bình trong đây với giá nói chung là cũng khá là đắt, mấy củ vàng đấy đúng không? Nhưng mà đối với một người mà nhiều tiền như tôi thì tôi thấy nó bình thường. Nói chung là đồ trong đây khá là ngon nhớ không? Còn ngon hơn cả đồ ở trên đây ấy. Đồ ở trên đây bây giờ kiểu mua nhiều thì nó sẽ hết rất là khó để mà mình cày đúng không. Còn đồ ở dưới đây mua khá là dễ nha đúng không. 45 phút spawn một lần mà toàn đồ ngon thôi đúng không ạ. Thì đấy thì tôi mua được 4 bình. 4 bình 1 triệu và mấy cái bình linh ta linh tinh để mình búp nha đúng không. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình búp nha. Đầu tiên tôi sẽ búp cái bình này lên. Đấy. Và tôi sẽ cho 17 bình rainbow luôn nha đúng không. 17 bình rainbow uống hết luôn. Tôi giàu đúng không, tầm này tôi giàu rồi. 17 bình rainbow. Và 18 bình này, trời. Và hồi nãy tôi mua được 2 bình cocktail nữa nha, mong 3 bình, một bình với giá là 7m thì phải, nói chung là cũng khá là ngon nha. Uống bình này vô, nuốt một trái này vô. Mấy trái này thì mình cứ quất đạn lần 5 trái nha mong, nói chung là ôi, ở nha mình có rainbow mà mình phải ăn cái rainbow chứ đúng không? Đấy.
Mày tôi nghĩ chắc là tôi chắc là cũng full lực rồi đấy phải không ạ? Uống này vô rồi đủ lực rồi đấy phải không? Bây giờ mình sẽ uống bốn cái này vô. Từ bây giờ mình khá là nhiều này, giờ mình làm nhẹ hai cái bình 10.000 trước nha phải không? Nhẹ nhàng thôi, tại bây giờ mình cũng đang khá là vip bờ rồi đúng không? Mình làm nhẹ hai bình 10.000 này trước cái đi. Ui, bình 10.000 lỏ thật luôn, đúng lỏ luôn ấy. Còn bình 100.000 nốt luôn. Hai bình tới hai bình 100.000. Ôi đừng nổ mà, mấy cái này nó phải xui xui cơ. Cái này nó xui xui ấy, xong rồi bốn bình kia của mình xịn. Ôi, ôi vẫn nổ nha. Mà nó nổ ít đúng không ạ? Là 100.000 mà nổ được con 20.000. Thì cái bình kia của mình là 1 triệu. À đúng rồi, có một cái này tôi muốn cho mấy ông xem. Đó chính là cái người mà tặng tôi cái con mà xịn con xám mấy mờ nãy. Nói chung là ông lại tặng cho tôi thêm một con 35M nữa, ông này tên là Phạm MG đúng không? Thôi là bạn cho thì mình sẽ chín. Ok, sẵn sẵn rồi tôi chích quà của mấy ông này nha, cho em lên TV với anh. Gửi anh một con dog, trời ơi. Chó xe ba gớt. Em tặng anh ok, cảm ơn mấy ông nha. Tặng anh em hơi nghèo. Không sao, cho lấy thôi mấy ông ơi. Anh chị một con 4M đi ông này kỳ vậy. Mày chơi gửi con 500 mà xin con 4M. Ở to thôi trọng con 4M đi. Nói chung là mấy ông xịn xịn tặng quà cho mình thì tặng lại trọng mấy con nhớ xịn xịn. 4M cũng đau ấy nhờ. Thôi cho ổng con ông tặng mình con 550 đúng không? Mình tặng lại ổng con 400. Tặng em con 4M nè. Ok, bây giờ mình sẽ roi 4 bình cuối cùng nha. Úp full lực rồi coi thôi. Nuốt cái bình này luôn đi. Thì là nuốt 6 bình này trước. Ui, được 5 bình này luôn rồi nè. Ủa, đâu ra tôi thêm một bình này nữa gì? Ngon. Ok. Nước của mình là cũng bá cháy đúng không ơi? Để bấm quay chưa? Rồi, bấm quay rồi. Ui, cái cuộn này trời ơi, nó to. Ron. Tự động luôn nha, đúng không? Nổ, chắc chắn là nổ. Ui, sao lại chú hề nữa vậy? Nó liên tục nha không? Ui, nổ mạnh này mấy ơi. Ui, 350. Coi hai level coi nó nhảy nhiều không nhảy không? Nó nhảy. Ui nhót rồi, một level thì nhót. Ba con rồi nha, từ từ. Mình còn có ba con nữa. Ui, mạnh này, nổ mạnh, 10 triệu. Ui, dominate. Ui, cũng được. 8 triệu 9. Cũng gọi là bú bú. Ui, nó mạnh luôn em không? Con này căng nè. Gì vậy? Ủa? Nghĩ là nó phải mạnh lắm cơ chứ. Ô nhót rồi đúng không? Hả? Hồi nãy tôi thấy nó mạnh lắm mà phải không? Là thấy nó cũng mạnh lắm à ta. Sao nó lạ lùng vậy? Trời ơi. Ui, mà thôi không sao được, con Dominate đúng không ạ? Dominate cũng đẹp nhưng mà 8 triệu 9 à, con này chắc là con mới đúng không ạ? Tại vì hiện tại chỉ có 27 người ngàn người sở hữu thôi. Không, chắc cũng không mới lắm đâu. Mà ông kêu cho tôi tặng con 69 này ạ. Ông cho con 65 nữa, trời tôi không muốn nhận quà đâu. Mà cái con Dominate này thì đánh giá là cũng không ngon lắm. Tại mong biết sao không? Đợt trước mình búp rồi đấy. Mình cũng có búp nhưng mà con mình cao nhất vẫn được một con 10 cũ. Mà đó là con máy tính ác này. Mặc dù là nó không có cái búp ron mới nhưng mà nó có cái không có cái búp ron đen. Mà vẫn được con 10 cũ và tầm này có cái búp ron đen mà ron như này thì tôi đánh giá là nó cũng không ngon lắm. Thôi ra được con 10 cũ là cũng ok rồi. Ok, nếu mà mấy ông thích tôi làm cái series Ron thì mấy ông comment nha. Tôi chiêu, tôi tích thật là nhiều. Xong rồi tôi sẽ ra một lần siêu xịn cho mấy ông xem nha. Ok, thôi mấy ông, tạm biệt, hẹn lại nha. Bye bye mấy ông nha, bye bye.